Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Này này, ngồi xuống ăn cháo đi. Để cho anh Quân bỏ đi rồi. Mấy người xem nó nóng không? Thổi cho em đi. Thổi đi. Không nóng đâu. Không nóng à? Ừ. Đấy, bây giờ ăn cháo là tối tí nó không ăn được cơm đấy nhá. Ừ. Ăn cháo xong rồi cho em uống thuốc. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Có vẻ như khá là mệt các bạn từ trên kia xuống ấy. Có vẻ như là mỗi lần nếu mà cháu Lực nói nhanh quá thành ra là tạo cho cháu Lực một cái cảm giác mà nó mệt đấy các bác. Hay có lẽ là trong khoảng thời gian vừa rồi thì cháu Lực chưa có thể xuống được nhà em Quân chia sẻ những cái thước phim cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết về cái cuộc sống của em Quân là hiện tại là đang như thế nào rồi. Thế bây giờ thì ở trên nhà của ba ông cháu thì dần dần ổn định rồi. Đấy, cháu Đức sẽ tiếp tục là đi chia sẻ thêm những hoàn cảnh mà còn là khó khăn như hoàn cảnh của nhà em Quân, hoàn cảnh của nhà em Sử. Cô bác ạ, ở trên vùng cao thì phải nói là còn rất là nhiều hoàn cảnh mà còn cực kỳ khó khăn. Cô bác anh chị chưa có thể biết và cùng chung tay giúp đỡ được. Đấy, nếu mà trước kia thì phải nói là ở dưới xuôi kia thì sẽ có nhiều các anh làm YouTube sớm hơn ở trên vùng cao. Hầu như ở trên vùng cao này thì còn có rất là nhiều bạn và rất nhiều anh chị làm YouTube cho nên là chưa có thể là chia sẻ được những cái hoàn cảnh mà còn là khó khăn cho tất cả cô bác anh chị cùng biết và cùng chung tay đóng góp giúp đỡ cho những hoàn cảnh đấy để thoát khỏi cái sự mà bóng tối u ám của cuộc đời mình cô bác. Hôm nay thì cháu Lực sẽ đi xuống nhà của em Quân một chút. Hôm qua thì cháu Lực cũng có nghe tin rằng là em Quân có bảo cháu Lực là bé Hiếu đang ốm cô bác, ốm từ được 3 hôm rồi. Hay phải nói là thời tiết thay đổi thì dẫn đến là các em cũng bị ốm luôn. Đấy, các bạn nhỏ thì phải nói là có bạn thì có sức đề kháng cao, sức đề kháng mà tốt thì không có bị ốm là bao nhiêu. Còn là có những bạn thì sức đề kháng yếu các bác, thành ra là hay ốm vặt rất là nhiều. Hay phải nói là đến lúc ốm đau này các bác này thì thật sự ra để mà nghĩ khi mà gia đình của em Quân có người nào mà bị ốm đau thì không biết là cái cách mà chăm sóc cho nhau là như thế nào. Hôm nọ thức phim hôm trước thì cháu Lực chia sẻ lên thì được là cô Chiêm, cô có gửi, được là bác Chiêm, bác có gửi tiền cho cháu Lực là 500 ngàn là đi mua ống nhựa cho em Quân để em ấy kéo nước đi xuống kia để tưới những cái gốc cây ăn quả của gia đình em Quân cô bác. Phải nói là bác Chiêm, bác là một người mà rất là chu đáo luôn cô bác ạ. Khi mà bác lặn lội từ rất là xa để ra đến đây và hướng dẫn cho em Quân cũng như là cháu Lực biết thêm về cái nghề mà nông lâm này cô bác này. Cháu Lực cũng hy vọng là sau này cây ăn quả ăn trái lớn lên rồi thì em Quân sẽ hái được những cái quả đó để biếu cho cô bác anh chị một chút. Cô cũng có chia sẻ với cháu Lực rằng là độ tầm 2 năm
thì hơn một năm thì sẽ được ăn quả rồi các bác. Quân thì đang ở đâu ấy? Đi xá đi đâu? Đi lên xá mua cháo cho em ạ. Mua cho em á? Vâng ạ. Nhưng mà em không ăn cơm mà, mới mua cháo ấy. Vâng ạ. Hôm em bị ốm. Bị ốm à? Vâng ạ. Từ hôm qua lúc mà em gọi cho anh là bị ốm từ được mấy hôm rồi? Được 2 hôm rồi ạ. Được 2 hôm à? Vâng ạ. À. Con chào quý ông bà, của chú anh chị ạ. Thế là vừa rồi là định đi bộ lên xá mua cháo à? Vâng ạ. Đi từ đây đến xá thì phải nói là một cái quãng đường mà đi bộ chắc giờ tầm mà độ 1 tiếng các bác ạ. 1 tiếng thì mới đến nơi. Quân thì hiện tại là em ấy năm nay mới được có 14 tuổi thôi. Sang năm thì được 15 tuổi rồi. Em ấy hiện tại thì vẫn còn đi, phải nói là đi đâu thì cũng đi bộ thôi cả thôi. Trước kia thì lúc mà cháu Lực vừa mới chia sẻ đấy, bố của Quân với mất đấy các bác. Không có điện thoại, có những lần em Quân phải đi cả ngày đi, để đi cả ngày để dặn dò hàng xóm, cũng như là dặn dò anh em trong gia đình biết là tin là bố mình đã mất rồi. Thế vừa rồi thì định đi mua cháo, đi đi mua cháo. Đi mua cháo luôn á? Vâng. Rồi thế thì bây giờ để anh đưa đi mua cháo nhá. Vâng. Rồi đi. Rồi, bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ phải vòng lên trên là lai em Quân đi mua cháo một chút của bác. Bé Hiếu thì được được 2 ngày khôn cơm à? Vâng ạ. Hay là từ tối qua thôi? Từ 2 ngày rồi ạ. 2 ngày khôn cơm rồi á? Vâng ạ. Ôi. Thế là mới đi mua cháo à? Sao không hôm qua không điện cho anh để anh mua cháo xuống sớm hơn đi? Không ạ, em cũng không dám gọi nhiều ạ. Sao lại không dám gọi nhiều? Cứ coi anh là một người anh có chuyện gì thì phải gọi cho anh chứ. Nhá. Vâng ạ. Lần sau thì đừng như thế nhá. Vâng ạ. Thế bây giờ thì cho Lực sẽ đưa em Quân là đi mua cháo thêm một chút cô bác. Cho Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa. Một tí nữa mà anh em về thì cho Lực sẽ ghi hình xem là cho cô bác anh chị biết là bé Hiếu đang bị ốm như thế nào. Bây giờ thì hiện tại là cháu Lực cũng đưa em Quân là đi mua cháo rồi các bác này. Đi xe thì đi một đoạn thôi là cũng đến rồi. Không biết là em Quân là bị ốm như thế nào thì cháu Lực mới biết đường. Hay cháu Lực vừa đi xuống để xem bé Hiếu ốm như thế nào thì cháu Lực mới biết là mua thuốc cho cô bác ạ. Bị ốm như thế nào Quân thì có biết không? Qua bị ốm xong rồi sốt. Sốt à? Vâng, xong rồi em bị chảy máu mũi cam. À, chảy máu cam luôn á, hôm qua à? Vâng ạ. Hôm trước cũng bị một lần thì sao lần này lại bị à? Vâng ạ. Bé Hiếu thì hay bị chảy máu cam này các bác này. Hay còn cây ăn trái thì một tí nữa cháu Lực sẽ quay lại và ghi hình cho tất cả các bác anh chị là cùng biết thêm. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống dưới nhà của em Quân với bé Hiếu đó. Bà thì cũng vừa mới đi lấy thêm rau lợn về cô bác này. Bé Hiếu thì giờ vẫn còn đang ở trong nhà kia. Đấy là ốm là không ăn được cơm sao ấy. Vừa rồi thì cháu Lực cũng cùng em Quân là đi mua thêm là hai bữa. Hôm nay à? Đấy. Đấy vừa mới bước vào thôi là bé Hiếu đã lấy ghế chú nào. Lấy ghế cho cháu Lực rồi. Đấy, mang này áo trắng nữa, con ngạp con nào. Hả? Con ngạp con ra đấy. Mang này áo thử mà. Để áo. Ủa ơi, vẫn nhát tân chân đang ở khâu đến đây sao này. Ồ. Này, chú kiểu hôm nay. Cảm ơn. Chú kiểu, để cắm đây. Chú bỏ, chú bị hồi ổ. Ồ, đi bạn hai lớp đi chiêm hốc cháo hồi ổ. Chiêm bây giờ đun nước cho em nhé. Đó. Bé Hiếu thì đang bị ốm đây. Bé Hiếu bây giờ nói theo chú nhé. Con chào. Con chào. Các ông bà.
Con chúc các ông bà. Chúc các ông bà. Thật nhiều sức khỏe. Con cảm ơn các ông bà. Con cảm ơn các ông bà. Đã giúp đỡ. Đã giúp đỡ. Gia đình con. Gia đình con. Đây, bé Hiếu thì hôm nay thì có vẻ như là ngoan lên rất là nhiều các bác. Bây giờ còn đang ốm nữa các bác ạ. Bây giờ một tí ăn cháo nhá. Dạ đấy. Dạ. Rồi. Đấy, vỏ để đây đó nhá. Bé Hiếu thì bây giờ nó còn đang bị ốm đấy các bác này. Để cho lực sờ đấy là nóng. Ngài bạn tới phòng à? Ngài bạn tới. Quân để lấy thuốc kia cho anh xem nào Quân. Thuốc á? Dạ ngâm một tô dần đấy. Bên đúng không ạ? Đấy, ở bên trên đấy. Thế. Anh xem nào. Thuốc này là thuốc hạ sốt rồi đúng không? Vâng. Đây là thuốc hạ sốt rồi này cô bác ơi. Đấy, bây giờ thì bé Hiếu cũng đã có thuốc rồi cho nên là cháu Lực sẽ không mua thuốc nữa. Bây giờ mà em uống hết chỗ này rồi thì cháu Lực sẽ mua thuốc cho em ấy sau. Nhờ. Đây, ở đây là pha uống này. Bắt nắng phung á? Phong á? Được bị ốm được 2 ngày rồi cô bác. Được 1 ngày chưa ăn cơm cô bác ạ. Vừa rồi bà họ kể với cháu Lực rằng á. Bây giờ thì sờ vẫn còn ấm ấm một chút này các bác này, chắc là vẫn còn chưa hết sốt này. Nga chiên mày đi chào mọi xá ra phò. Ừ, hôm Nga phải xám chứ kiểu. Xám chứ chẳng hâm á? Ừ. Xám chứ chẳng hâm? Xám chứ chẳng bánh này, chẳng bánh. Ồ. Hôm qua là 3 giờ chiều là đi lấy thuốc của bác ạ. Đây Quân thì cũng có điện thoại rồi, nhưng mà em ấy bảo là điện cho Lực thì ngại cho Lực hay là như nào đấy cô bác. Không biết là em Quân... À, bây giờ suy nghĩ của em nghĩ về cháu Lực như nào nhưng mà còn thấy bà là ngại. Ăn hết đi, ăn hết đâu chú lại cho nhá. Nhá. Rồi. Bé Hiếu thì phải nói là rất là tội luôn cô bác ạ. Mặc dù là bây giờ mẹ của mình vẫn còn sống nhưng mà mẹ của mình phải nói là rất là nhẫn tâm khi mà bỏ bé ra đi. Giấy đến nỗi mà giấy khai sinh còn là không có về để làm cho em nữa. Pha với nước nóng nóng một chút nhé. Vâng ạ. Pha với nước nóng một chút. Pha tầm 2 gói đi chắc là đói. Chín xuống thôi mấy. Nào. Ăn 2 gói hay 1 gói? Hả? Đang kẹo rồi. Mồm đang kẹo rồi. Một tí. Ăn cháo xong thì chú lại đưa cho bánh nhá. Dạ đi. Dạ. Chỉ gần đầu thôi các bác ạ. Ta là hôm qua bị chảy máu cam à? Lượt đỏ trung tắng mới nào? Dạ. Dạ. Hôm qua thì Năng này nữa. Đây, ngồi xuống ăn cháo đi. Đây, để cho anh Quân bỏ đi cho. Mấy người xem nó nóng không? Thổi cho em đi. Thổi đi. Không nóng đâu ạ. Không nóng à? À. Đấy, bây giờ ăn cháo là tối tí nó không ăn được cơm rồi đấy nhá. Ăn cháo xong rồi cho em uống thuốc. Họ đã cùng bắn lên bắn ngập mấy cả thiếu gì ta? Ừ, họ có tan hiếu ở. Họ có tan hiếu. Họ bắn là cái bầu nào rồi lắng lá lùng mèo nữa cơ, nó màu bắn. Mấy Quân thì phải nói là rất là quan tâm tới bé Hiếu luôn cô bác ạ. Đi thế Quân thì lấy tiền nó ra để đi mua này. Tiền hôm trước em lấy thì đi dành ạ. Tiền trước để dành à? Vâng ạ. Vừa rồi thì đi mua thì cho Lực không có để em Quân mà giả nữa, cho Lực sẽ giả cho em Quân luôn. Ván ván à? Hả? Ván. Ván ra. À. Cho Lực hỏi bằng tiếng Nùng bảo là ngon không thì bé Hiếu bảo là ngon. Ôi rồi. Tóc này bị sao bị làm sao đây? Chắc là hôm trước ở nhà thì cháy chúng hay sao ấy. Bị lửa cháy tóc một tí rồi. Đúng rồi. Nên chín thêm chín nào? Chín ván rồi mấy không? Chín thố rồi mà không? Cái gì ăn chín thì cần thôi. Từng ván đón ngàn mình đến sát ảm. Đúng ván này chưa?
In nữ hợp tập gìn chắc gì gì về tay à. Cái là phần nữ lạc cả. Anh đang tung đây bông à bà. Cái xin mà tương cháu đi chết. Ông đi chết xa. Đang tung rồi nó? Ừ, phần đang tung cái lâu hôm mà cứ ngập. Ốm xong còn là bà bảo là chảy hết cả máu cam luôn các bác ạ. Thế hôm nay thì em mới đang uống thuốc hạ sốt rồi cho nên là cũng đỡ đỡ một chút rồi. Chứ không là phải đưa đi vào viện đấy. Chính im bà. Hả? Im bà. Im bà. Im em bà này giăng đi. Bà này. Má sợ áo áo tao thiệt kẹo hơn mà. Bà này. Bà. Ấy để mít thú này đi bà tới nó. Đi cầm bé nó. Ồ. Mẹ à? Bà lúc mẹ. Bà này áo kẹo hơn mà. Bà này áo bọc kẹo hơn mà. Bà này. Mà này. Có vẻ như là bị ốm một chút cho nên là em ấy bé rất là lười dậy cô bác ạ. Thôi cắp mở mới đấy, thôi cắp mở mà ạ. Ông mà, ông kéo tôi đi không mà. Ông mà, ông mà. Đây này, đây mà. Đây mà, ông thử tôi đi không mà. Mà tôi đi mà, phụ tóc tóc phử mà. Mà đây. Cặp của chị Thúy Nguyệt, hai chị Thúy Nguyệt là chị mua cho. Đi ra ngoài ai hỏi bảo là ai cho thì bảo là chú Lực cho đấy. Cặp đẹp đấy nhỉ, chú để kẹo đây nhá. Nhá, dạ đi, đây mà đây mà. Vâng, bây giờ đấy. Mơ mơ này áo tốt đi hồi này à. Mơ này này. Trong này thì cặp trẻ con thì đi học chỉ có quần thôi. Để thêm đây cho ba thanh kẹo này để cho ăn. Vừa rồi thì cũng quên mua sữa rồi. Đấy, mai thì anh xuống anh. Sáng nay cũng được à? Ai mua sữa cho? Hôm qua là trong lớp của em Hiếu cũng được nhận một ít ạ. À. Nhận một ít à? À, là cũng có à? Vâng. Là được quà đúng không? Vâng. Má này, áo pa lô. Pa lô. Cặp ấy rất là đẹp và rất là xinh luôn có vang này. Sờ vào cái chất da của cặp ấy rất là mịn màng luôn. Đây, thằng nào bé Hiếu mới thích này. Má này. Đấy. Cái cặp như này thì phải nói là trẻ con rất là thích luôn các bác. Đây thì có hình con ong đấy. Đó, đeo đi thôi nhờ. Phương tóc phứ không? Đó, mà ổn mất đấy nhờ. Phương tóc phứ bé đấy nhờ. Phương bày ra, phương chữ nhất em bày găng đấy. Văn lư nữa. Văn lư rồi. Dạy thì mới nói được các bác, không dạy thì không biết nói. Văn lư chú tóc rồi đấy. Ồ. Ôi, vừa nãy ăn không mời các ông bà à? Ha? Khoanh tay xin lỗi ông bà đi. Đấy, quên rồi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Các ông bà. Con lỗi. Lần sau con không quên nữa. Con xin quên nữa. À, vừa rồi thì cháu Lực cũng phải nói là cháu Lực cũng quên các bác ạ. Khi mà quên dạy bé Hiếu để em mới mời tất cả các ông bà cùng ăn. Lần sau thì ăn cái gì thì phải mời nhá. Ừ. Dạ. Dạ. Đấy. Con xin thân phân pha nó bỏ hẳn đây lái bởi làm sao. Đấy, mặc dù là thời tiết rất là lạnh của bác này nhưng mà sốt này thì rất là nóng luôn, nóng trong người luôn. Hôm qua thì mới đi lấy thuốc hạ sốt về, hôm nay thì uống cũng đỡ hơn một chút rồi, đỡ hơn một chút nhưng mà em ấy không có ăn cơm, chỉ uống hôm qua là được nhà trường phát sữa cho à? Ui, quần này ngắn hết rồi, quần này có phải quần hôm nọ cho không? Không phải đâu chứ? Không ạ. Không phải đâu à? Vâng ạ. Cái tất đâu hết rồi, tất là em còn nhiều mà, tất thì đeo cho em hết nhá. Dạ. Ngôi nhà như thế này thì phải nói là đến mùa đông như này rất là lạnh của bác ạ. Trong thời gian tới thì lúc mà cháu Lực hoàn thiện ngôi nhà của ba ông cháu xong thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những cái khoản mà hỗ trợ, những cái khoản mà trợ duyên của các ông các bà gửi tới cho gia đình của em Quân để làm sao giúp cho em Quân được xây sửa lại một cái ngôi nhà. Có thể nếu mà số tiền đấy không đủ thì sẽ mua vật liệu về để mình lập hết xung quanh ngôi nhà của em Quân, không cho những cái cơn gió mà lùa mà lạnh vào. Phải nói là ở trên vùng cao này các bác này, khi mà đến mùa đông gió nó lùa vào thì phải nói là rất là lạnh đấy. Gió này thì nó như kèm kiểu theo là gió băng tuyết thì là nó lùa vào rất là buốt. Nên chẳng hạn nâng lên thầy hay mà. Hả? Hay bà lắm mà. Hay bà à? Ê. Hay mà. Ừ. Ban đêm ngủ khóc không mà là khóc. Ăn tin đâu lên đi chắc ăn cái thảo lao cái nè. Ừ. Giá bị trừng hay đừng nữ đặt. Ăn đang ổn được thêm chết lắm lắm hả? Phải nói là
Nghe bà kể cô bác nghe mà thôi mà cháu Lực cũng thấy rất là tội cho bé Hiếu. Ốm như này thì xuống chỉ có em Quân là chạy vậy vất vả nhất thôi. Hôm qua thì ai đi lấy thuốc Quân? Hôm qua bà đi bà ở nhà lấy cỏ với lấy cho lợn ạ. À, là bà đi lấy thuốc à? Vâng ạ. Mỗi lần mà bà đi lên trên xá này cô bác này, bà thì bây giờ già rồi, có tuổi rồi, cho nên là những cái bước chân bà đi thì rất là chậm chạp. Như bà đi đưa bé Hiếu đi học thì cháu Lực cũng nói lên rất là nhiều lần rồi, những cái cung đường mà em bà đưa bé Hiếu đi là cả đi cả về là phải đến tầm 9 giờ, 6 giờ sáng đúng không? Vâng. 6 giờ sáng đi, có khi là 5 giờ. Đấy, cái mùa này thì 5 giờ thì mặt trời vẫn còn chưa sáng đâu cô bác. Nô kéo ba, thì chú đi mê. Thương ba. Ăn không, một con nữa nhá. Đây. Đấy, vừa mới khỏi ốm cho nên là bé ăn nhiều nhiều một chút cho bác ơi. Đây. Rồi, xin. Rồi, đây, đi được thì lấy cái này đi vứt ở trong kia đi. Đấy. Vứt ra bếp kìa. Đấy. Đấy, có vẻ như là bây giờ sau một cái thời gian mà em đi học thì phải nói là em đã tiếp thu rất là nhanh bé Hiếu ấy cô bác. Bé Hiếu thì thật sự ra để mà nói thì độ lì thì phải nói là rất là lì cô bác ơi. Hay ở bên kia thì nhìn thấy là Quân không đậy cái nắp phích ấy, cũng đậy lại cái nắp phích nhỉ. Mấy cái cây ở trên kia thì có bị làm sao không? Không ạ. Không bị à? Vâng. Bà với ông thì phải nói là bây giờ đến mùa đông rồi, rất là nhìn vào trong rất là tội cô bác ạ. Khi mà trong một cái khoảng thời gian thôi, gia đình mình mất mát rất là nhiều. Phải đến thời điểm hiện tại thì cũng được cháu được chia sẻ cái hoàn cảnh của em Quân lên. Thì cái phần khoản ngân hàng của em thì cũng đã được cháu Lực cùng với tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân chung tay và giúp đỡ. Thì bây giờ cái khoản đấy thì đã bỏ đi trên đôi vai của em rồi. Bây giờ em Quân thì cũng không phải là đòi hỏi cháu Đức khi mà cháu Đức lên chia sẻ đòi hỏi này nọ của bác. Có những cái niềm vui nào thì cháu Đức nhận được thì cháu Đức đều xuống và chia sẻ cho em Quân. Hiện tại thì phần quý làm nhà của em Quân thì trước anh nói là được 59 triệu đúng không? Hay 59 triệu mấy trăm bao nhiêu các bác, cháu Đức không có nhớ rõ là bao nhiêu cả. Cái số tiền đấy thì nếu mà bây giờ để cất lại một cái ngôi nhà mới thì sẽ không có đủ. Nhưng mà nếu mà để lại, để sửa thì phải nói là bây giờ ngôi nhà đang làm nhà gỗ rồi thì mình phải đi mua gỗ về. Nhưng mà ở trên vùng cao này bây giờ để mà đi mua gỗ thì cũng không có ai bán nữa. Nếu mà gia đình mình có gỗ thì may ra là có thể là có được. Hãy bật chín nào phò. Hôm nay thì đi xuống thăm bé Hiếu một chút, cũng chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị cũng biết là sức khỏe hiện tại bé Hiếu thì cũng đã dần và ổn định rồi, không có đến mức là nguy hiểm đáng bao nhiêu nữa. Bây giờ thì cứ cháo ấy, thì cứ pha cho em ăn, đến lúc nào mà em hết thì lại bảo anh nhé. Nhưng mà em ăn cơm, nếu mà em ăn cơm được thì cho em ăn cơm nhé. Bây giờ thì anh em mình lên trên xem cây ăn quả cái một chút nhỉ. Pho là cúng dân rồi nè, làm từ Quân nữa. Tối nay thì chưa làm mà Quân? Chưa. Chưa à? Si thì đã mua hết chưa? Mua rồi ạ. Mua rồi à? Vâng. Thế nhưng mà để đâu? Để trên xá. Để trên xá, thế là vẫn chưa lấy về đúng không? Vâng. Trả tiền cho người ta rồi vẫn chưa lấy về đúng không? Vâng. À. Ở trên ở kia thì hôm nọ mình trồng mấy cây nhỉ? 3 cây đúng không? Vâng. À. Ba cây bốn cây à? Ừ. Vẫn tưới nước đều đều chứ? Vâng. Hả? Vâng. À. Phải phải nói là hôm nọ cháu Lực chưa có mua ống lên cô bác, em Quân xách nước từ đây lên chín đến đoạn kia, nó cũng không phải là quá là xa đâu cô bác, nhưng mà trong đó thì nếu mà mình cứ mà làm mà liên tục như vậy thì nó cũng làm giúp cho mình tập thể dục này. Nhưng thấy cô Chiêm cũng theo dõi được và biết là em Quân hay ở đây thì độ tầm được hơn một tuần rồi nhỉ, gần hai tuần đấy, chủ nhật tuần trước hay sao nhỉ. Được hơn 2 tuần thì bây giờ cháu Lực nhìn thấy là ở trên này những cái bông nó vẫn còn có lá đã xanh tươi tốt rồi các bác, không có vấn đề gì xảy ra cả. Ở đây thì lúc mà đem sang ấy thì cũng đã có bầu, mọi cây bầu mọi cái rồi. Nó cũng đã có bầu mọi cái rồi cho nên là mình trồng nó
À, rất là dễ sống của bác. Đây đây thì hồi chắc đây chắc là hồi sáng hay là lúc nào ấy? Đây là hôm trước à, hôm tối hôm qua em quên cắm nước trên kia thì nước chảy ra. À, nước chảy ra. Đây, tại vì cháu được nhìn thấy là cái góc này thì nó rất là ẩm ướt đấy cô bác. Những cái góc này thì đây mấy góc này là sáng tưới xong rồi nắng quá bây giờ khô hết rồi. À. Bây giờ thì tầm độ 5 giờ rồi các bác. Trời thì rất là tối rồi, nhìn một cái ngôi nhà như vậy thì phải nói là rất là heo hắt cô bác ạ. Đấy, bây giờ đứng từ trên này nghe xuống thì chỉ nghe thấy tiếng bé Hiếu với lại bà nói chuyện với nhau thôi. Ông thì chắc là giờ đang cắm cơm rồi. Đang nấu cơm bằng nồi cơm điện của bác. Hôm nọ thì cũng được là bác Tiên, bác có gửi tiền cho cháu Lực và nhờ cháu Lực là mua nồi cơm điện này, mua quạt cho em Quân. Đến thời điểm hiện tại thì đến mùa đông rồi cho nên là không cần quạt nữa, chỉ cần là nồi cơm điện thôi. Đến bây giờ thì quạt chắc phải cất mấy tháng rồi nhỉ thì mới dùng đến. Đó. Trên này thì cây trên này thì có bị làm sao không? À, không à. Đây, ở đây thì có vài cái lá thì hôm nọ là lúc mà đem sang các bác thì đã có lá rồi, bây giờ mình trồng xuống rồi những cái lá này sẽ rụng và nó sẽ mọc lại lá mới hơn. Hay ở nhà thì anh nói với Quân này, ở nhà nếu mà bé Hiếu hay là ông bà bị ốm như thế nào thì điện cho anh nhá. Để anh còn biết và anh xuống để anh xem sức khỏe của ông bà với lại bé như nào thì anh mới biết đường mua thuốc. Ở đây thì bà là hôm qua là dùng cái giấy khai sinh của bé Hiếu là lên trên trạm xá là xin. Tại vì là cũng phải nói thật với cô bác là cháu Lực cái khu cháu Lực ở trên vùng cao này cô bác này thì được bên nhà nước người ta hỗ trợ là cái phần là thuốc men, nhưng mà người ta không chỉ hỗ trợ là một phần nào đấy thôi cô bác, nó không thể là quá là đủ được, mình phải đi ra ngoài mà mua thêm. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì thấy bé sức khỏe của bé Hiếu thì cũng đã rất ổn định rồi, cho nên là chắc là mai nếu mà xuống thì có thể mua thuốc bổ cho bé Hiếu với lại sứa cho bé Hiếu thôi. Nếu mà đêm nay mà bé Hiếu còn bị sốt nặng thì bảo anh nhá. Đấy, có gì thì cứ điện cho anh, đừng có cái suy nghĩ trong đầu là ngại ngần anh hay là cái gì cả nhá. Đấy. Ở đây thì lúc mà anh chia sẻ cái thước phim của em lên đấy thì được rất là nhiều các cô bác anh chị là quan tâm tới em với ông với cả bé Hiếu nữa, cả bà nữa. Đấy. Ở đây thì anh không mong sao là giúp đỡ các em thì sẽ nhận lại được một cái gì đấy thật là to lớn từ các em. Anh với tất cả các cô bác chỉ mong sao là mong sao các em sau này sống thật tốt đi. Đấy là cái câu trả lời cho tất cả các bác rồi. Đấy, các bác chỉ mong lại là nhận được điều đấy thôi. Thế bây giờ thì các bác cũng chỉ theo dõi được những cái thước phim mà anh chia sẻ lên thôi. Cũng không biết là gia đình em ở đâu và cũng không biết là hiện tại là anh đang như kiểu đang diễn hay là đang làm trò mèo gì hay không. Đấy. Đấy, ở đây thì cháu Lực mọi điều cháu Lực chia sẻ lên thì mọi cái góc nhìn thì cháu Lực đều có những cái gì thì cháu Lực chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị cùng biết rồi. Ở đây thì các bác, các cô, các chú, các anh chị đều là những người lớn tuổi hết rồi, cho nên là sẽ nhìn nhận lại được và cảm nhận được cái góc độ đấy cháu Lực có phải là đang diễn hay là đang làm những cái trò mà ba con mèo hay là những cái trò gì không bác. Cháu Lực cũng nhận được là một số cái cuộc gọi mà cháu Lực phải nói là khi mà nghe thì cháu Lực rất là ấm ức trong lòng khi mà mình đã không được làm cái điều này rồi mà người ta điện cho mình nói rằng là đang làm như thế này thì các em mới có nhà, các em mới có tiền mà cô bác anh chị gửi cho được. Khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì cháu Lực phải tìm hiểu những hoàn cảnh đấy thật là kỹ rồi thì cháu Lực mới ghi hình lên cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết, cũng như là mong tất cả cô bác anh chị là cùng nhau đóng góp để giúp đỡ cho những hoàn cảnh mà đang khó khăn ở trên vùng cao này cô bác. Cháu Lực cũng xin cảm ơn tất cả các ông bà, cô chú anh chị và khán giả trên kênh Bản Em trong thời gian qua đã luôn luôn tin tưởng cháu Lực. Có một số cái bình luận tiêu cực thì cháu Lực không có cứ mà chăm những cái bình luận đấy để cho có một số những cái bình luận tiêu cực đấy, khi mà cháu Lực đọc được thì cháu Lực sẽ không có bao giờ mà gọi là ảnh hưởng tới cháu Lực cả các bác. Cháu Lực những cái bình luận đấy thì để cháu Lực rút kinh nghiệm
sẽ không có đi vào những cái vết xe đổ đấy cô bác. Đấy, cháu Lực phải nói là trong thời gian qua, mặc dù kinh nghiệm và tuổi đời cháu Lực chưa có được dày dặn, nhưng mà bên đằng sau cháu Lực sẽ có thêm rất là nhiều cô bác anh chị, mạnh thường quân, khán giả lúc nào cũng luôn luôn là đóng góp ý kiến cho cháu Lực để giúp cho cháu Lực, mong sao là cháu Lực thật là làm thật tốt và thật tròn cái trách nhiệm của mình trên cái con đường thiện nguyện này cô bác. Ở đây thì người ta nói là tiếng xấu thì mình dế cái gì nhỉ. Ở đây thì cái lòng tin thì mình rất là khó lấy lại được, nhưng mà để mà đánh mất cái lòng tin đấy thì nó là cực kỳ đơn giản thôi. Đấy, cháu Lực cũng hiểu câu này thì cháu Lực sẽ không có bao giờ dám ý nghĩ như thế cô bác ạ. Kể cả Quân với lại em Sử, với lại những hoàn cảnh mà cháu Lực đang chia sẻ lên cô bác. Đấy, bây giờ thì hiện tại thì khá là tối rồi, thì chắc là anh cũng phải di chuyển đi về nhà. Em thì cũng về nhà nấu cơm, xong là nấu cơm cho ông bà ăn đi nhá. Vâng ạ. Thức ăn mọi cái thì đã hết cái gì chưa? Chưa hết rồi. Chưa hết à? Vâng. Mai là ngày chợ thì có khi là mai anh mua cho ít thịt nhá. Vâng ạ. Đấy. Cá thì ông nội cháu Lực cũng mua lên cho em Quân một thùng rồi, chắc là còn là chưa có hết cô bác. Đấy, lâu lâu thì phải đổi cho Quân với lại gia đình một chút. Em Quân thì bây giờ một mình đi mua thôi, đi mua cũng được thôi cô bác. Nhưng mà cái quãng đường em đi rất là xa, cho nên là cháu Lực không có đưa tiền cho em Quân để em đi mua nữa. Mà mỗi lần cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ mua cho em Quân với lại ông bà cô bác. Còn là cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.